Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm video về game Madan Zombie. Hôm nay mình thực hiện chơi trên phiên bản BZ mode nhá. Đây là phiên bản room nhá. Đây. Berserker at room đây. Đấy, cái này là bắn ra toàn đạn là đây là Better room nhá. Đây là Gatling Beer đây, Gatling Beer room, Katha room. Đấy, ok. Thì bản này là một bản mod. Tức là bắn ra toàn bộ là lấm độc nha các bạn nhá. Thì đây mình sử dụng là đây là hàng Gatling Beer thôi. Gia đình bia nha. Gia đình bia. Rồi, let's go. Ok, đây mình sẽ thực hiện là trồng. Trồng cây. Đấy, trồng cây. Mình sẽ thực hiện là sử dụng một là Gia đình bia room nha các bạn nhé. Thì một trong những cây có sức mạnh rất là ghê gớm. Đấy, ghê gớm. Hết sức là ghê gớm. Rồi, ok. Thì về mặt zombie thì mình sử dụng rất nhiều con zombie. Đấy. Quỳnh chưa? Đấy, toàn bộ là sử dụng đạn room cho nên là bắn ra là toàn bộ là lấm room nha các bạn nha. Một trong những bản rất là mốt mới đây. Đấy. Rồi, ok, đấy, rất là mạnh mẽ đây. Đúng là đây mình sẽ thí nghiệm là sử dụng rất nhiều con zombie con ly hia zombie. Uột. Kinh chưa? Đúng là một cú lã của lấm room này đúng là không có con gì mà chịu được. Em ăn. Cho Zomboli xem nào. Uầy. Zomboli cũng thế nhá, số lượng Zomboli cũng không thể chịu nổi. Đây mình chuyển sang lâu đài nha, lâu đài zombie. Số lượng zombie cho lâu đài luôn. Chứ không thế này thì đúng là không thể chịu được. Uầy, đúng lâu đài là không đai được. Cho bắn thoải mái không đai nha. Đây là chắc là con zombie này nó lên đến hàng triệu HP. Không thể chết nổi. Đúng là hàng Zomboli coi như càn phá hết một loạt cây của chúng ta đã trồng. Số lượng zombie cũng xuất hiện rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái sự mạnh mẽ của Gatling Beer Room này rất là khủng khiếp. Một trong những cái bản rất là hay. Đấy. Quá là mạnh, đúng là khủng khiếp quá. Đúng là với cái sức mạnh này thì không có cây plant nào có thể là con zombie nào có thể là chịu được sức mạnh của loại lấm này. Quá là mạnh luôn. Mà thế này đúng là chưa có cái phiên bản nào mà kinh khủng như thế này. Ok. Mình sẽ thực hiện là cho thôn nhân con zombie xuất hiện rất là nhiều nhá. Con zombie xuất hiện rất là nhiều. Để xem thử thách xem cái hàng có vượt qua được không. Ui. Kinh tổng chảo luôn nhá. Đúng là sự sức mạnh của cây Valen Gatling Beer Room này đúng là không có gì chọn lại được.
một hàng rất là vững chắc, khỏe. Đây mình xem trồng Katha cho nào. Bắt đầu sự xuất hiện của con D-Robot. Để trải nghiệm sức mạnh xem con D-Robot chịu được sức ép của Mlen Room như thế nào. Đạn Room rất là mạnh mẽ. Rồi, lỗ rồi, đây là bot lỗ rồi. Ok, video của chúng ta đến là kết thúc nha, goodbye.